bình thường em là bộ đội rồi, tính mình cũng gọn gàng ngăn nắp, nhưng mà thật ra thì về nhà thì vợ còn hơn cả mình nữa. Wow. Là vợ rất ngăn nắp. Dạ, gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ, chỗ nào phải để ngay chỗ đấy, mà lệch đi một tí là lại OCD, càm nhằn càm ram mình rồi. Dạ. Mà mỗi lần càm ram như vậy thì nó khó chịu dữ không? Dạ cũng không nè, thì cái mức độ càm ram nó như thế nào? Thì vợ em cũng nói này nói kia xong rồi em lại dọn dẹp rồi lại thôi. Vợ chồng lại thôi, không có gì nữa. Nói chung xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ em xin chào anh Quốc Thuận, chị Thanh Vân và các đồng chí đang có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Thế Hiển, 29 tuổi, quê ở Bến Tre, hiện tại thì đang công tác tại phi đội 2, trung đoàn 917, sư đoàn 370, quân chủng phòng không quân. Đây là vợ của em. Rồi, dạ. Mời em. Em xin chào anh Quốc Thuận, chị Thanh Vân cùng toàn thể các đồng chí xem chương trình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngô Thị Anh Thư, 27 tuổi, quê ở Bến Tre, hiện đang công tác tại phòng tham mưu kế hoạch ban kỹ thuật trung đoàn 917, sư đoàn 370, quân chủng không 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 quân. Wow. Rồi. Rồi cái cơ duyên nào mà Thư với Hiển này gặp nhau? Dạ thưa anh, là cũng vào dịp tình cờ thôi. Lúc đó là em đang học viên năm thứ nhất. Thì em được nghỉ phép về quê chơi. Ngày hôm đấy thì bạn của em có rủ em đi chợ hoa chơi. Thì cũng có rủ vợ em theo. Trong lúc đi chơi thì em cũng để ý cô này, thấy cô này cũng xinh xắn, dễ thương. Nhất là cái nụ cười đó anh. Công nhận. Nhìn dễ thương lắm, thế là em cũng thấy em thích. Về nhà thì em có gặp bạn em lại xin số điện thoại cô này. Rồi hai đứa cũng nhắn tin trao đổi cũng gần hơn một năm thì hai đứa mới chính thức quen nhau. Wow, dạ. Hơn một năm, nàng kiêu dữ ha. Dạ. Thế thì hai vợ chồng là cùng quê Bến Tre đúng không? Dạ vâng. Vậy là đã có một cái sự gắn kết ngay từ đầu rồi. Dạ. Đó có một điểm chung. Và khi mà gặp nhau thì tại làm sao mà lại mất nhiều thời gian thế mới đủ? Dạ, khi gặp ảnh thì em cũng không để ý tới ảnh đâu. Có nghĩa là em không hề để ý tới ảnh? Dạ, tại vì đặc thù ảnh là bộ đội, với lại lúc đó là ảnh là học viên nữa. Ảnh không được xài điện thoại, cuối tuần ảnh mới được xài 2 ngày thôi. Bảo sao mà mất hơn 1 năm bởi vì cuối tuần mới được nhắn một tin. Dạ. Một tháng nhắn được có 4 lần. Vậy là hai người yêu xa bao nhiêu năm? Dạ tụi em là yêu nhau khoảng yêu xa là khoảng 6 năm ấy, tại thôi vì thôi ơi 6 dạ. năm yêu xa rồi, một năm gặp nhau mấy lần? Dạ một năm thì cũng, nếu mà em được thì em sẽ xin phép về một năm được 2 lần, còn nếu mà dịch thì có khi em một năm cũng không về. Có khi một năm về một lần cũng có. Có nghĩa là dạ. 2 năm dịch là coi như là hầu như là không gặp luôn. Dạ đúng rồi. Sao mà yêu được hay vậy, nể quá trời luôn. Nhưng mà cái lúc đó là chỉ là có tình cảm thôi chứ có yêu không? Mới đầu thì cũng có tình cảm nhưng mà sao rồi em cũng yêu. Thôi tại ổng nhắn quá mà. Mà nói nghe nè, nhắn tin có mùi mẫn không? Dạ đặc thù ảnh là bộ đội á, ảnh cũng sống khuôn khổ nên là cũng không có tình cảm lắm. Rồi cái tin nhắn tỏ tình đó là như thế nào? Lúc đấy thì hai vợ chồng thì chỉ có nhắn tin qua lại thôi, rồi từ từ có cảm tình với nhau thì hỏi em đồng ý làm bạn gái anh không, thì vợ em cũng đồng ý, thì lúc đấy thì hai vợ chồng quen nhau luôn tới bây giờ. Đến bây giờ luôn. Đến bây giờ luôn. Vậy là ra trường cái là cưới luôn đúng không? Dạ vâng, ra trường thì cũng được xin phép hai bên gia đình thì hai đứa tiến đến hôn nhân. Phải cưới vội chứ, cô này xinh như này mà để ở ngoài lâu như thế thì làm sao mà yên tâm công tác đó, được. Em mới nói đó, anh mới hỏi, bây giờ mới hỏi đây. Đó thì có trong cái khoảng thời gian 6 năm mà chỉ nghe được cái giọng nói và lâu lâu mới nhìn qua hình, có bao giờ em cảm thấy em tủi thân, chạnh lòng và muốn coi như là muốn dứt điểm với ông này không? Để tìm một cái cơ hội, tìm một cái gì đó nó mới mẻ hơn không? Dạ, thì cũng có tủi thân. Nhìn bao cặp khác Tết lễ rồi ta đi, ta có đôi có cặp, mình thì lại ở nhà, mình cũng tủi thân. Nhưng mà sao mình suy nghĩ lại, mình tự động viên an ủi mình. Trong khoảng thời gian đó ở Bến Tre có anh nào theo đuổi mình không? Dạ cũng có, nhưng mà em bảo là em đã có bạn rồi. Nghe chưa? Có thử cố tình hỏi câu đó đó để cho Hiển nghe đó. Lúc mà quen nhau thì hai vợ chồng cũng xác định là sẽ quen yêu nhau xa rồi, nên phải tin tưởng lẫn nhau thôi, chứ thật ra thì em cũng không lo về mấy chuyện đấy cả, thì mình yêu nhau rồi mà, thì cứ tin tưởng vào nhau là sẽ được thôi, nên em cũng không có gì mà phải lo lắng hết. Đây nè,
Trong khoảng thời gian đó hai đứa có giận hờn rồi có cãi nhau qua điện thoại không? Dạ cũng có giận, xong rồi lại nói chuyện lại. Vậy là hai vợ chồng cưới xong một cái là rút ngắn khoảng cách là được về với nhau đúng không? Dạ. Ờ, thế cưới xong một cái thì mọi thứ đến cho đến tận bây giờ thì có vui vẻ, có biến cố gì xảy ra không? Đó, sau khi cưới á, lúc mà tụi em vừa cưới xong thì cũng có một cái biến cố là em là lại bị chấn thương chân. Ồ. Lại đi nằm bệnh viện khoảng 2 đến 3 tháng gì đấy. Ôi trời. Xong rồi em lại về đơn vị công tác thì vợ em lại đi học xa. Ồ. Hai vợ chồng em thì vừa mới ở gần nhau cách đây khoảng 2 tháng thôi vậy. Ôi dạ. Cưới được mà. Dạ. Cưới được 1 năm nhưng mà ở với nhau mới 2 tháng. Trời cưới ơi. Được 1 năm mà đã 3 tháng trong bệnh viện rồi. Dạ. Xong rồi 2 tháng mới đây mới được ở nhà gần nhau. Trời dạ. Tội quá vậy. Bây giờ cái chân em nó đã bình phục hết chưa? Dạ, hiện tại thì chân em đã bình thường hết rồi nè. Nhưng mà sao bị chấn thương dữ vậy? Em chơi thể thao thì nó bị đứt dây chằng anh. Trời ơi. Biết dạ. Ngay mà đá bóng đúng không? Dạ không, em mới đánh bóng chuyền vậy. À đánh bóng chuyền. Lúc mà ảnh nằm trong bệnh viện thì chắc em là ở trong đó túc trực suốt hả? Dạ. Chắc là lúc đấy là em sẽ thấy là sự quan trọng của người vợ. Dạ. Khi mà mình đau ốm bệnh tật, người bên cạnh chăm sóc mình sẽ là cái người mà mình trân trọng nhất đúng không nào? Lúc đấy thì cảm thấy thương vợ nhiều hơn. Thương vợ rất nhiều. Dạ. Vậy thì cái thời gian mà chăm sóc chồng như vậy á, nó có những cái khó khăn gì với em hay không? Dạ thì cũng không khó khăn, ảnh cũng dễ, cũng hiền. À ảnh thương em nữa cho nên là em chăm, em cho ăn gì thì ảnh thương em chăm, em cho ăn gì đó. Giống cho em bé ăn gì đó. Thấy hai vợ chồng như vậy là mới về ở chung với nhau được có 2 tháng à? Dạ. Thật ra trong 3 tháng ở trong bệnh viện thì ít nhiều cái lúc đó là không thể nào mà thể hiện được đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Không có thể hiện đâu. Đúng. Tại vì lúc đó là chỉ có thể hiện yêu thương thôi. Đúng. Chứ không có thể hiện cái tật xấu. Đúng không? Chỉ có về ở chung nhà 2 tháng qua có cái tật gì nó lòi ra không? À, thưa anh chị thì bình thường em là bộ đội rồi. À, tính mình cũng gọn gàng ngăn nắp. Nhưng mà thật ra thì về nhà thì vợ còn hơn cả mình nữa. Wow. À, là vẫn rất ngăn nắp. Dạ, gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ. Chỗ nào phải để ngay chỗ đấy mà lệch đi một tí là lại OCD, càng ngăn càm ram mình rồi. Ồ, dạ. Mà mỗi lần càm ram như vậy thì nó khó chịu dữ không? Dạ cũng không á nè. Thì cái mức độ càm ram nó như thế nào? Thì vợ em cũng nói này nói kia xong rồi em lại dọn dẹp rồi lại thôi. Vợ chồng lại thôi, không có gì nữa. Nói chung là quá kỹ. Dạ. Hỏi gì nữa? Hiện tại thì tụi em mới sống 2 tháng thì em chỉ thấy cái đấy thôi à nè. Mỗi cái càm ràm thôi. Dạ vâng, còn trời ơi, cái càm ràm là cái mà chị thấy là 100 đôi, cả 100 đôi chồng nào cũng kêu vợ càm ràm hết á. Dạ. Thế thì chắc lẽ là chị muốn vợ luôn như là bớt cái càm ràm, càm ràm lại đó đúng không? Dạ. Hay là khỏi thay đổi? Dạ, hiện tại thì em thì phụ nữ mà anh. Thì lúc nào thì người ta cũng phải càm ràm tí. Đúng rồi, em nói đúng đó. Dạ. Thế nên là cái đấy nó cũng không phải tật xấu luôn. Dạ. Thế nghĩa là chả có tật xấu gì hết. Kinh tế nhà ai nắm? Dạ chắc thì chắc chắn là vợ em nắm rồi nè. Mà cô ấy mỗi ngày phát cho nhiêu? Cái này thì không phải phát theo ngày nè, phải tính theo tháng. Dạ. Tháng được nhiêu nói ra coi có hơn tôi không? Tháng thì cũng đủ sống mình, xe chạy xe xăng từ nhà vào đơn vị rồi lâu lâu cũng gặp anh em tí thôi nè. Dạ. Mỗi lần mà muốn trình xếp coi như là ứng miếng để mà đi giao lưu này nọ đồ thì có khó chịu không? Dạ cũng có tí khó chịu thôi chứ. Khó chịu. Rồi bây giờ tới Thư đó. Dạ ảnh bình thường thì ảnh cũng hiền, ít nói lắm. Nhưng mà ảnh đi tiếp khách có tiệc gì ảnh có tí men vào là ảnh về là ảnh nhây lắm. Nhây đựng, anh kia ngắt, anh nhéo, anh cứ làm em mà càng không thích là anh càng ngắt nhéo đựng. Đó là nhây đó. Dạ. Rồi, còn gì nữa không? Dạ, thì tụi em cũng mới sống mất 2 tháng rồi em mới có thấy anh độ nhây thôi. Chứ bình thường anh cũng hiền. Có lãng mạn không? Dạ, ảnh thì không có lãng mạn. Dạ, ảnh thì không có lãng mạn. Thật ra cái nhây nó đã đáng yêu mà. Đúng rồi. Đúng không? Nhây cũng đáng yêu mà càm ràm cũng đáng yêu. Ừ. Đó, cho nên là thôi hai vợ chồng hoàn hảo quá rồi, không có khuyết điểm gì hết. Rồi. 10 điểm. Bây giờ trước khi kết thúc á, thì hôm nay nhân cái dịp mà đến với chương trình thì Hiển, thì thật ra cặp đôi của các bạn á, bên nhau thì nó mới đây thôi, nó rất ngắn. Nhưng các bạn đã yêu nhau nó rất dài. Đúng. Và đặc biệt là trong cái thời gian yêu nhau các bạn lại không có quá nhiều thời gian để gặp nhau, để tìm hiểu nhau. Cho nên hôm nay nhân cái dịp này thì anh muốn Hiển có một cái lời nói hay là một cách bày tỏ gì đó với Thư được không? Dạ. Nha, đứng lên. Hai vợ chồng đứng lên nắm tay nhau đi được không? Nó rất đẹp. Yeah.
Cũng nhân dịp chương trình hôm nay thì anh xin cảm ơn em rất nhiều vì 7 năm qua đã dành hết thời gian để chờ đợi anh. Cảm ơn em vì đã chọn anh làm chồng. Tuyệt vời quá. Anh cảm ơn Thư, cảm ơn Hiển nha. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn hai bạn. Vợ chồng em sẽ luôn luôn đầy ắp những sự yêu thương. Dạ. Công việc tất cả mọi thứ nó thật tốt. Dạ. Vai trò và trách nhiệm hoàn thành tốt tất cả những cái công việc. Chị chúc hai vợ chồng sẽ sớm có một thiên thần đáng yêu và sẽ giống y hệt hai bố mẹ luôn. Chắc chắn rồi, bạn sao luôn. Đó, trai gái gì cũng sẽ đẹp hết đâu. Đúng. Dạ. Rồi, cảm ơn hai vợ chồng. Cảm ơn hai bạn. Dạ rồi. Nghe rõ không ai nghe? Nghe cũng không rõ lắm nhưng mà chắc là nghe được. Rồi, mình giới thiệu bản thân mình ha, họ tuổi rồi công việc quê quán ha, mình đang ở đâu và đang làm công việc gì? Tao nghe câu được câu mất rồi nhỉ, kiểu tắc 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 đó. Mình nghe rõ chưa? Rồi. Mình giới thiệu bản thân, họ tuổi rồi công việc của mình nha, đang làm công việc gì đâu nè. Mình tên là Tình, nay 3738 rồi. 3738, sinh năm 87 hả? Sinh thì năm 86 nhưng mà giấy tờ thì 87, giờ chả biết. Tại vì chắc ngày xưa ông bà cũng không nhớ rõ. Nhưng mà giấy tờ là 87 nhưng mà sinh thì nghe bảo là 86. À, 86 còn giấy tờ mọi thứ 87 thì mình 87 ha. Mình gái họ mình chưa hay kêu đâu 86. Ha. Quê ở Nghệ An. Mình đang làm công việc gì đâu? Đang làm ở bên Nhật á. À, Nhật hả? À, đang làm ở Nhật. À, mình là đi Nhật được lâu. Cũng khoảng 10 năm. 10 năm là mình đi công việc gì bên đó? Thì cũng làm trong xưởng thôi, làm công ty bình thường. Visa. Mình đang ở tỉnh. Đang ở Yokohama. Kanagawa. Đó. Rồi đăng ký tham gia chương trình Việt Nam để ghi hình không tình. Nếu mà không, ví dụ không ghi hình cũng được không nhỉ? À, sẽ phải ghi hình nha, mình sẽ phải ghi hình chứ. Tại vì ngại ấy, phát sóng. À, nhưng mình ghi... sẽ phải nha tình ơi. Ghi hình mà không phát sóng được không nhỉ? À không, ghi hình rồi thì phải phát sóng. Casting thì phải ghi hình thì phải phát sóng chứ. Kiểu như cũng ngại lên lên tivi, lên trực tuyến. Thế thôi, bây giờ suy nghĩ xong khi nào mà đủ tự mái thì lên chương trình, nói lại với chương trình nha. Thế là ví dụ như kiểu là bắt buộc là phải ghi hình đúng không ạ? Đúng rồi anh ơi, nếu mà tham gia chương trình là anh phải về Việt Nam và chương trình sẽ phát sóng trên đài truyền hình luôn nha anh ơi. Tại vì ở đây là chương trình chỉ cast để chọn những ai mà đồng ý tham gia chương trình và lên truyền hình thôi. Còn nếu mình cảm thấy khó khăn hay như thế nào mình chưa tham gia được thì anh cứ báo để chương trình sẽ sắp xếp nha. Vâng. Dạ rồi, ok, cảm ơn anh ha. Rồi, có gì anh cứ nhắn tin cho chương trình hoặc khi nào anh về Việt Nam và có mong muốn thật sự thì anh cứ nhắn lại cho chương trình là được ạ. À, nhưng cho hỏi là nhưng ví dụ kiểu là mình bây giờ mình đăng ký rồi có biết là bao giờ là mình có kết quả hay là như thế nào, ví dụ như kiểu về đột xuất hay gì thì chắc là cũng khó. Dạ, chương trình thì tháng nào tụi em cũng ghi hình hết, cho nên là khi nào anh có việc sắp xếp về Việt Nam và lúc này anh đã sẵn sàng để mà lên truyền hình tìm vợ nha, thì anh cứ nhắn lại cho chương trình là tụi em sẽ sắp xếp liền được nha. À, vâng. Ừ, dạ rồi, ok, em cảm ơn anh Tình nha. Để cái gì rồi, tụi em sẽ cắt tiếp những người ở sau nữa ạ. Rồi, cảm ơn chương trình. Dạ rồi, chào anh ạ. Dạ. Hello. Rồi mời anh giới thiệu về
họ tên tuổi quê quán hay người của mình? Ừ, anh là chồng kiến trúc ở Lộc Thủy, An Phú, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Rồi mình bao nhiêu tuổi? Nghề là nghiệp là gì? 36 tuổi. Rồi nghề nghiệp của anh là gì? Anh tự chủ động giúp em nhé. Anh là tại là anh là kỹ sư điện. Kỹ sư điện là anh đang ở Phú Yên luôn à? Ừ đúng rồi. Anh ơi, nhưng mà mình ghi hình ở Sài Gòn á thì mình có thể sắp xếp được không anh? Được chứ. Gọi cho anh khoảng một tuần là anh bay vào được đúng không? Rồi thì báo trước một hai ngày mình sắp xếp công việc. Dạ rồi, ok. Rồi anh giới thiệu sơ cho em về điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nhé? Mạnh anh là nói chung là rất ham hỏi, chịu khó, cũng hay thích ngồi chờ, bếp núc gì đó, hay chơi thể thao, hòa đồng vui vẻ. Còn điểm yếu anh là gì? Yếu mà giờ mình biết điểm yếu là chỗ nào đó. Ví dụ như mình có nóng tính không, mình có rượu bia không, mình có cờ bạc không? Không, mình bình thường lắm, mình bình thường lắm. Mình hòa bằng lắm. Anh cho em hỏi chứ cái kỹ sư điện của anh là mức thu nhập hiện tại của anh là bao nhiêu? Thu nhập của anh hả? Thu nhập của anh nhập một tháng sao em? Thì ý là cho em hỏi mức thu nhập của anh mỗi tháng bao nhiêu để em kiếm một cái người phụ nữ cùng với lại một tháng tầm cỡ 15 triệu. 15 triệu rồi, vậy thì anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Anh có một lần vợ em là đã ly dị đúng không? Hả? Đã ly hôn đúng không? À, đã ly hôn. Mình có bao nhiêu bé? Một tí. Rồi anh kể cho em nghe sơ về câu chuyện hôn nhân của anh nha. Anh quen cô ấy như thế nào? Lý do tại sao hai người lại chia tay? Chung thì vợ chồng sống với nhau một khi không hợp, hợp nhau thì chia tay. Không hợp về điều gì? Thì khi lúc mà yêu nhau khác, lúc về sinh hoạt gia đình nhiều cái nó không có tương đồng nhau. Thật sự như anh là sự anh về làm về sự anh về nhà thì làm sao không được, thật sự anh hết việc hết giờ làm việc thì anh cũng thoải mái về để gia đình chơi đồ nấu ăn hay đi chợ là chuyện bình thường lắm. Anh là nấu ăn thì rất là đơn giản nhanh, anh nấu vòng nửa tiếng 40 phút là xong hết các món. Nói chung là thì nhiều cái mình cũng muốn là vợ ở nhà thì thỉnh thoảng thì phụ chồng nó ăn ngồi những cái vui là gì vợ nó ngày bạ mà mình cũng không thích. Nhưng mà có đỉnh điểm chia tay của hai người là gì? Nói chung là cũng không phải là lý do lớn lao gì mấy, nhưng mà mình thấy cảm giác là hai người không có hợp nhau, tính hợp nhau thôi, đồng thuận mà. Mình đã ly hôn được bao nhiêu lâu rồi anh? 3 năm rồi. Mình có bé gái hay bé trai ạ? Có một bé trai, còn mình có 3. Rồi. Mẫu người yêu lý tưởng hiện tại của anh đó là anh mong muốn nó có chương trình này như thế nào? À sao em? Mẫu người yêu lý tưởng của anh là gì? Về ngoại hình đi, anh cao mét như vậy? Thì nói chung thì dễ nhìn thôi, dễ nhìn là hiền chút, tiết kiệm chút, kính trên anh cao, à. Anh cao mét nhiêu? Anh cao mét nhiêu? Cao 1m76. Ui, nào thế? Hả? Cao 1m76, vì vợ của anh cao mét bao nhiêu phù hợp với anh? 76 thôi, 16 trở lên được rồi. Mét 55 được không? 55 là lục lắm em à. Trời ơi, anh xiên thẳng nha em luôn á. Rồi. Biết 55 mà lùng lắm. Rồi. Về công việc như thế nào? Công việc thì có công việc thì càng tốt, còn
Nếu mà các thứ có hẹn hò với nhau thì anh cũng muốn lập nghiệp ở Phú Yên. Về công việc anh đây là ổn định rồi, anh không có ý rồi. Cô ấy cùng hoàn cảnh với anh được không? Nếu mà cô ấy thì cùng cảnh anh cũng được, mà không không có thì càng càng tốt. Anh muốn người vợ của anh là quê sống ở đâu, miền nào? Sao em? Vợ của anh muốn vợ của anh sống ở đâu, ở miền nào á, Vợ miền anh đặt Nam, miền trước Bắc, miền Tây? mà. Vợ anh đặt trước mà Phú Yên luôn. Thì bây giờ anh đang muốn là kiếm 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 người yêu của anh là ở quê quán ở đâu? Thì nếu mà có muốn cưới vợ thì cũng gần 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 như Khánh Hòa hay Bình Định, Phú Yên đó là được. Còn xe Miền xe Trung đó đúng không? thì xe xe thì vấn đề bạn đó hay không muốn về hay không nữa. Một chuyện. Rồi, tuổi tác thì như thế nào phù hợp với anh? Còn tuổi tác thì nếu mà tuổi thì chắc em chọn anh từ 26 lên tới 35 đi. Rồi, ok. Rồi, thì đây là một buổi casting lẫn hẹn hò thôi. Thì nếu mà bên tụi em kiếm được một người phù hợp với lại những cái tiêu chí